Rồi, rồi thầy chào em. Rất vui hôm nay thầy lại được gặp em trong cái khóa hình học không gian online của thầy. Được chưa? Thì như em đã biết á, khi em học hình học không gian á, thì cái bước đầu tiên thầy sẽ luôn nhắc nhở em, đó là em đọc kỹ đề bài và sau đó em vẽ thầy cái hình. Cái hình em vẽ đẹp, rõ ràng và đúng thì cơ hội em làm ra cái bài đó là rất cao. Được chưa? Vậy thì hôm nay để chỉ cho em cái cách vẽ hình hiệu quả nhất, vẽ hình làm sao để em dễ xử lý các bài toán sau này nhất, thì thầy có một cái video nhỏ ha, trong một hệ thống cái video của thầy, đó là kỹ năng vẽ hình học không gian, đặc biệt là trong quan hệ vuông góc này. Được chưa? Vậy thì hình không gian mà em hay gặp á, ở trong chương trình lớp 11 đó là các bài về hình chóp. Chóp đấy là tam giác, hình chóp đấy là tứ giác. Được chưa? Và trong quan hệ vuông góc thì em bắt đầu bước từ cái quan hệ song song qua quan hệ vuông góc, thì bắt đầu hình học không gian của mình, các hình chóp của mình đó, là lúc này nó có thêm các yếu tố vuông góc nữa. Và đặc biệt là cái hình chóp của mình lúc này sẽ có các cạnh bên, nó sẽ có các cạnh bên vuông đáy, hoặc là có một cái đường vuông góc đáy xuất hiện. Được chưa? Vậy thì trước khi thầy chỉ cho em cách để em vẽ được cái hình không gian hợp lý đó trong phần quan hệ vuông góc, thì thầy sẽ cho em quan sát một số cái mô hình thực tế nha, mô hình 3D về hình chóp đấy là tam giác và hình chóp đấy là tứ giác. Được chưa? Và bắt đầu trên tay của thầy này, đây trên tay của thầy, thầy có một cái mô hình, đây là hình chóp đấy là tam giác. Và cụ thể cái hình này em ha, nó có một cái cạnh bên, nó có một cạnh bên vuông góc đáy, và nó có đáy là một cái tam giác, đấy là một cái tam giác. Đây, thầy cho em coi mô hình này. Được chưa? Đây là mô hình 3D của thầy ha, thầy kết nối bằng các cây anten lại. Được chưa? Đó, thầy có thể xoay cho em nhìn thấy các mặt của nó này, xoay để nhìn thấy các mặt của nó. Được chưa? Thì nghiêng lại này, em nhìn thấy cái đáy ở dưới. Được chưa? Đó. Rồi, thì cái hình chóp có đáy là tam giác thì tùy theo bài toán. Có những bài toán là đáy, cái tam giác là tam giác thường thôi. Nhưng có những bài toán nha, cái tam giác của mình, đáy của mình sẽ là cái tam giác đều. Đây, ví dụ đây, em nhìn thấy trong trường hợp này này, hình chóp của mình này, nó có đáy là một tam giác đều. Được chưa? Đáy là một tam giác đều. Đây, nó có đáy là một tam giác đều. Đó, được chưa? Hoặc là cái hình chóp tam giác thì cái đáy của nó cũng hoàn toàn có thể là một tam giác vuông chẳng hạn. Một tam giác vuông. Dù các em nhìn thì chỉ là tam giác vuông đây. Đó. Được chưa? Nó có thể đáy là một tam giác vuông như vậy. Được chưa? Đây. Đó, tức là ngoài tam giác đều thì đáy có thể là một tam giác vuông. Ví dụ trường hợp này thầy đang minh họa là tam giác này là vuông tại cái điểm này, vuông tại cái đỉnh này. Được chưa? Đó, em có thể coi tùy theo bài toán thôi mà ta có thể cho. Đó. Hoặc nhiều khi á, người ta cho đáy là một tam giác vuông cân. Ví dụ vuông cân tại cái đỉnh này đi, vuông cân tại đỉnh này, thì em nhìn thấy hình sẽ như vậy chẳng hạn. Đây, thầy chỉnh lại cái hình xíu cho em coi. Đây, cái tam giác này có thể tam giác vuông cân này. Đó, tam giác vuông cân. Được chưa? Đó. Vậy thì khi một cái hình chóp tam giác mà người ta cho đáy là một tam, là tam giác đều hay là tam giác vuông hay là tam giác cân, thì em sẽ biểu diễn cái hình như thế nào cho hợp lý? Chẳng nhẽ bây giờ người ta cho tam giác đều mình vẽ tam giác đều ra, người ta cho cân mình vẽ cân ra, thì đôi khi cái hình mình sẽ khó nhìn. Thì một tí xíu nữa thầy sẽ chỉ cho em cách để em vẽ cái hình chóp tam giác trong trường hợp đáy là một, có thể là tam giác đều hay là tam giác vuông hay là tam giác cân thì nói vẽ như thế nào cho hợp lý. Được chưa? Đó, em có thể quan sát kỹ này. Còn nếu bạn nào thích thì thầy có thể phóng lớn hình ra ha, phóng lớn hình ra đây để cho em coi cái hình lớn thử. Đây, các em có thể coi thầy biểu diễn luôn này. Rồi, thầy có thể phóng hình lớn ra một xíu để các em quan sát tò mò một xíu. Đây. Đó. Thế là cái hình thầy lúc này thầy đã... Đây, được chưa? Thầy đã phóng lớn được cái hình ra này. Nó cũng là một cái hình chóp. Được chưa? Do đây là cái hình này thầy làm từ các cây anten nên thầy có thể điều chỉnh được cái độ dài tùy ý. Thầy chỉ cần kéo cho nó ra nó rồi là được rồi. Được chưa? Đó. Rồi, em quan sát được kỹ. Thì cái này thầy muốn cho em, đôi khi em quan sát sát mô hình một xíu thôi, chứ nhiều khi mình làm mình tập rất nhiều nhưng mình chả biết thực tế cái hình như thế nào. Này, cái đường này vuông góc đáy này. Đó, trong cái quan hệ vuông góc ấy, sau này là trong cái hình, một cái hình chóp thì sẽ luôn có xuất hiện một cái đường vuông đáy. Này, ví dụ trong bài là đường này vuông đáy đây. Được chưa? Đó, cái cạnh bên vuông góc đáy. Rồi. Rồi, vậy là mình xong
Phần này hai và chuẩn bị thầy sẽ biểu diễn em coi cái trường hợp là hình chóp có đáy là một tứ giác. Được chưa? Bắt đầu em tiếp tục quan sát này. Rồi, rồi. Sau khi em quan sát xong cái mô hình về cái hình chóp đáy tam giác á, thì em có thể quan sát cho thầy một cái mô hình, đó là hình chóp đáy là tứ giác. Ha. Thì trong mô hình này thầy, trong cái mô hình này thầy sẽ minh họa ha. Cái hình chóp này có một cái cạnh bên góc đáy, đây. Có một cạnh bên góc đáy, cạnh bên góc đáy. Và cái đáy có thể là một hình vuông. Đây. Cạnh bên góc đáy là cái cạnh thầy đang cầm phía tay trái của thầy á. Đấy là hình vuông. Đó, một cái mô hình như vậy, em quan sát thử. Được chưa? Đó, rồi, em quan sát. Rồi, vậy thì tứ giác thì đáy có thể hoàn toàn có thể là một hình chữ nhật, hay là hình thoi, hay là hình bình hành cũng được, hoặc là hình thang cũng được. Rồi cái mô hình này đáy là hình vuông này. Bây giờ thầy sẽ chuyển thành đáy thành hình chữ nhật cho em coi ha. Thế sẽ như thế nào? Đó, hình chữ nhật. Thì thầy sẽ chỉ đổ lại độ dài mấy cạnh thôi. Đây. Đó. Đó, thì khi thầy chuyển đổi đến như vậy này thì lập tức lúc này là cái hình chóp của mình đáy sẽ là hình này, là một cái hình chữ nhật. Đây, đấy là một cái hình chữ nhật. Được chưa? Đây, thầy xoay cái hình để em nhìn cho rõ. Rồi, đấy là hình chữ nhật. Ha, đây, đấy là một hình chữ nhật. Được chưa? Đó, hoặc là đáy của nó có thể là một hình thang. Hình thang cũng được em. Hình thang. Hình thang thì chẳng qua đấy. Thầy chỉnh lại. Thầy chỉnh cho một cạnh ngắn cạnh dài lên đây. Thật ra này đấy là hình thang này. Đó, thầy sẽ kéo cái này dài ra một tí xíu này. Đó, thì em thấy ngay chờ đáy sẽ là hình này là hình thang. Được chưa? Đáy sẽ là một hình thang. Đây. Đó, thầy chỉnh lại cái đáy một xíu thôi. Được chưa? Thì hoàn toàn mình sẽ được một cái hình chóp tứ giác đáy là hình thang. Đây. Đó, đấy là hình thang. Được chưa? Rồi, đây. Đó. Rồi, em quan sát một xíu đi. Để gần cho một xíu. Được chưa? Và một tí nữa thì sẽ chỉ cho em cách đáy là hình vuông, đáy là hình chữ nhật. Thì mình sẽ vẽ hình như thế nào cho hợp lý. Hình thang vẽ như thế nào cho hợp lý. Được chưa? Đó. Và thì tùy theo bài toán em ha. Tùy theo bài toán. Hoặc là hoàn toàn đáy có thể là hình thoi cũng được. Được chưa? Vậy thì mình sẽ vẽ hình như thế nào. Vậy thì một tí xíu nữa thầy sẽ vào một phần đó là thầy sẽ chia sẻ em các bước và một số kỹ năng để em vẽ hình cho tốt. Được chưa? Rồi, rồi, tiếp tục em ha. Vậy thì để hiểu rõ hơn về mấy cái mô hình 3D của cái phần vẽ hình á, hay là để thấy được cái hình 3D của một số hình em hay gặp trong hình học á, thì thầy sẽ tặng cho em một cái video riêng. Cái này thầy sẽ thiết kế trên máy tính và thầy sẽ vẽ dùng các phần mềm chuyên dụng em ha. Các phần mềm dành riêng cho vẽ hình học không gian 3D để khi đó em sẽ thấy được cái hình rõ ràng như thế nào. Và nếu thật sự bạn nào có đam mê công nghệ thông tin á và muốn tò mò muốn thử sức mình vẽ thì thầy sẵn sàng gửi cho thêm một cái video hướng dẫn cho em các bước thực hành sử dụng phần mềm như thế nào để mình vẽ. Được chưa? Có để sau khi mình học xong khóa này đó, để khi mình kết thúc năm lớp 11 rồi mình nghỉ hè chẳng hạn, khi đó mình sẽ có nhiều thời gian thảnh thơi hơn một xíu, thì khi đó em có thể hoàn toàn thực hành theo những video thầy sẽ bonus ở phía sau này. Được chưa? Rồi, thầy chào em.